Sáng ngày 27 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh phối hợp với xã Tân Phúc tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Lê Thị Đoàn ở thôn Xuân Thủy, xã Tân Phúc. Tham dự buổi trao nhà có đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh, đại diện lãnh đạo xã Tân Phúc, doanh nghiệp Châu Nguyệt. Gia đình anh Lê Văn Lâm và chị Lê Thị Đoàn thôn Sơn Thủy xã Tân Phúc thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân anh chị hay ốm đau, lại phải nuôi thêm chị gái thuộc diện người bảo trợ xã hội, kinh tế chủ yếu trông chờ vào mấy xỏ ruộng. Gia đình sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, không có điều kiện tự xây nhà. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh đã quyết định hỗ trợ gia đình để xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Sau một thời gian được khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo quy cách kiến trúc và an toàn trong sử dụng. Ngôi nhà cấp 4 3 gian với diện tích sử dụng là 45m², tổng giá trị trên 92 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của huyện 50 triệu đồng, số còn lại là vốn tiết kiệm của gia đình và anh em dòng họ, doanh nghiệp trong huyện hỗ trợ. Tại buổi trao tặng, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đã chúc mừng gia đình có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận huyện ủy nhấn mạnh, ngôi nhà được xây dựng và phần quà thiết thực được trao hỗ trợ cho gia đình chính là tình cảm, sự chia sẻ của lãnh đạo huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời mong muốn và tin tưởng gia đình sẽ coi đây là nguồn động viên khích lệ để nỗ lực vượt qua khó khăn, đón năm mới trong không khí đầm ấm, vui tươi, động viên tinh thần gia đình để gia đình tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo trong năm 2024. Nhân dịp này, đại diện doanh nghiệp Châu Nguyệt cũng đã trao quà cho gia đình trước thềm xuân mới Giáp Thìn 2024.